Đức Phật nói về 10 công đức của niệm Phật. Kinh nói, nếu người thọ trì danh hiệu Phật thì hiện đời được 10 công đức. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, thần tướng đại lực cùng các quyến thuộc ẩn hình bảo vệ. 2. Thường được 25 vị Đại Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm và tất cả các Bồ Tát thường theo bảo hộ. 3. Thường được chư Phật hộ niệm cả ngày đêm. Phật A-di-đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người này. 4. Tất cả ác quỷ hoặc dạ xoa, la sát đều không thể hại. Tất cả rắn độc, thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị mọi tai nạn, nước, lửa, giặc cướp, gươm đao, ngục tù, xiềng xích, chết đột ngột, điên cuồng, mất mạng. 6. Những tội nghiệp đã làm trước kia, thảy đều tiêu diệt. Những quan mạng đã bị giết chết ngày xưa, đều được giải thoát, không còn kết oán thù.